Chip phải hầu kéo mà.
vẫn là. Thank you.
trong hồ sơ có giống miếng gỡ hào nè cái gì chấm miếng đấy chấm miếng lá xía đúng mà hay đúng mà chấm miếng đấy chấm miếng lá xía chấm miếng nó lá xía hồ lá xía lá xía cái thằng gì ở mà cái gió bên núi nọ mà ừ cái gì để giải tiếng ừng nó không chịu để giải chỉ ba rồi để giải tiếng ừng nghe không mà đi xa ư nó đi xa thì châu ơ nó mà hay mà châu ơ nó mà châu ơ đi xa thì tỏ ra ta đi xa thì châu ơ mấy phòng bò hả phòng thịt châu hả nó là bò mò được ăn hay trông bò xa xa cả tầm mắt nhìn chọc ừ nó hả đi xa anh đã con đi sao tôi cảm nó có cho cho nó bé quê đặt ăn nó sao chè gì cho nên bé sẽ đòi xin xí nó sao chả có như sợ thơ bé mà lấy xin xí đồ ăn đồ lấy nó lấy nhau lấy rau nữa mà lấy xin xí đồ